Bạn thân mến, chàng trai bạn yêu dù là đầu tiên nhưng sẽ chẳng phải sau cùng. Cô gái bạn từng tay chạm tay nắm đến một ngày cũng học cách quên đi. Trong tình yêu có những khởi đầu ngọt ngào, nhưng mà khi kết thúc lại mang một nỗi buồn mênh mang. Khi một người yêu một người chỉ vì người ấy mang hình bóng giống người cũ, và khi người mới biết được sự việc đó thì điều đó đã khiến trái tim tổn thương. Vậy người trong cuộc phải làm như thế nào? Sau đây mời bạn lắng nghe truyện ngắn Anh Còn Nợ Em Một Lời Xin Lỗi của tác giả Lý Tiểu Yến. Chúng tôi có bắt đầu mà chẳng có kết thúc, nợ nhau lời tạm biệt. Anh nợ tôi cả lời xin lỗi, nợ nhiều như thế, cứ đi mà không ngoảnh lại, anh liệu có cam tâm? Hà Nội ngày nhạt nhòa, tôi lang thang trên khắp những con phố cổ nức mùi hoa sữa. Bầu trời mùa đông ảm đạm, quyến lấy từng hạt không khí lạnh lẽo nhúm xám màu. Từng cánh hoa sữa trắng rơi rụng quay tít trong không trung, theo gió trôi đến những góc nhỏ nào mà Hà Nội tìm hoài chẳng thấy. Anh cũng thế, anh đang ở cái góc nhỏ nào nơi Hà Nội ồn ào này, mà cứ để tôi đi tìm hoài, trái đất tròn là vậy, mà thành phố này lại rộng lớn biết bao. Tôi không biết mình còn tìm anh vì điều gì, tôi cũng không chắc tình yêu nơi tôi liệu có còn sống hay không. Chỉ là tôi vẫn luôn tìm kiếm anh như thế, tìm kiếm một cuộc hội ngộ ngẫu nhiên. Có thể đứng trước mặt anh gần như ngày trước, dù là nụ cười nhạt nhòa cũng muốn chào anh một câu. Đã lâu không gặp, tim tôi đang mang vết nứt, một vết nứt dài, nhức nhối mỗi khi trời trở đông. Và tôi vẫn luôn nghĩ rằng người bắt đầu phải chính là người kết thúc. Người bắt đầu niềm đau nơi tim ấy là anh. Ngày, tháng, năm, nếu sau này chia tay, anh sẽ quay lại với chị ấy chứ? Anh không quay lại với cô ấy, anh cũng không chia tay em. Đừng nghĩ linh tinh như vậy mãi nữa, nghĩ nhiều da dẻ sẽ già sẽ xấu đấy, biết không? Anh ôm chặt tôi vào lòng như một con mèo nhỏ. Một ngày thu chớm lạnh với những cảm xúc khô khốc đập vào nhau, vỡ ra, găm chặt vào tôi và anh những nỗi niềm khắc khoải khó mà nói nên lời. Tôi ủ chặt tay mình vào lòng ngực anh, lắng nghe tiếng tim anh đập bình thản từng nhịp đều đều. Sẽ chẳng có chia tay, cũng chẳng có quay lại. Và ánh mắt anh nhìn chị khi ấy, tôi nên giải thích làm sao? Gió rít từng hồi trên ngọn cây, lạnh khô lạnh khốc. Chúng tôi đến bên nhau bình thản, không ồn ả, không phô trương như bao cặp tình nhân vẫn thường thể hiện, tuyên bố với cả thế giới rằng chúng tôi là của nhau. Chúng tôi lặng lẽ bước vào cuộc đời nhau như một đôi bạn tâm đầu ý hợp, cũng như một cặp tình nhân hạnh phúc đời đời kiếp kiếp. Tôi đến với anh là tình đầu, anh đến với tôi là mảnh tình thứ hai. Người ta bảo đối với mỗi thiếu nữ trưởng thành, tình đầu chớm nở đều khó tránh khỏi rơi vãi quá nhiều buồn thương, thậm chí đến khắc cốt ghi tâm. Cả đời này cũng chẳng thể nào quên được. Nhưng mà tôi không tin thế, vì chúng tôi bên nhau bình yên, lặng lẽ, không nồng nhiệt, không phô trương. Và cũng bởi tôi nhất định tin rằng chúng tôi sẽ bên nhau đến già mà bàn tay vẫn nắm chặt. Sau này tôi mới phát hiện, không chỉ đối với thiếu nữ trưởng thành mà ai cũng thế, bất kể là nam hay nữ, tình đầu vẫn luôn là khắc cốt ghi tâm. Đây là bạn gái Hoàng sao? Nhìn giống trà quá vậy. Cũng biết chọn người quá hen. Bạn anh đập lợp bợp vào vai ngày đầu tiên anh ra mắt tôi với bạn bè. Trà là ai vậy anh? Trà là tên người yêu cũ của anh. Bọn anh chia tay rồi, em đừng để ý. Trông em giống người yêu cũ của anh hả? Không, không phải. Anh thích em là bởi vì tính cách của em, không phải vì em giống với bất kỳ ai cả. Vậy được, khi nào thì giới thiệu em với chị ấy?
là lần đầu tiên tôi biết về người yêu cũ của anh. Anh chưa từng kể. Sau đó tôi cũng không hỏi anh về chị ấy nữa. Không phải tôi không quan tâm, mà là tôi đang đợi. Đến một ngày anh chủ động đem tất cả để nói tôi nghe. Cuối cùng tôi cũng chẳng đợi được đến ngày ấy. Mùa thu năm ấy đến sớm hơn. Mới chớm tháng 7, nắng hạ đã trốn hết đi đâu, để lại làn gió heo mây, se lạnh đùa bỡn với những hạt nắng nhạt màu. Hà Nội lá rụng, nhuốm vàng cả thành phố. Hà Nội, mùa thu, khoảng không gian, thời gian hoàn hảo cho những cuộc hẹn hò. Chúng tôi sánh vai trên phố, tay đan nhau, sâu trong khoảng không gian lãng mạn của Hà Nội ngày thu, là một nỗi niềm như cũ kỹ, như khắc khoải, như đang xen những cảm xúc của hiện tại. Quá khứ khó mà diễn tả được thành lời. Tôi vẫn hay đùa với anh rằng mắt anh như hồ thu, trong veo, ương ướt, bình lặng, mang trong đó nét buồn nhớ của cả Hà Nội ngày thu. Anh chỉ cười, đôi mắt dài, cong cong, chất chứa điều gì mà nhốt được tôi hoài trong đó. Quán cầm bởi những bản nhạc tình ca nhẹ nhàng của Ngô Thụy Miên, những miền nhớ hoang hoải như trải càng dài ra, càng rộng hơn, càng sâu hơn. Bầu không khí như lắng động lại. Thu Hà Nội đầu nhẹ chút tình lên đôi mắt anh trong veo. Tôi đã nhìn thấy điều gì đó trong đôi mắt ấy, một nỗi nhớ khắc khoải lâu ngày như vỡ òa, như hồ thu dậy sóng, như bầu trời xám xịt những ngày mưa. Đôi mắt trong veo mọi ngày như phủ một lớp bụi mờ, nay chợt dậy sóng, lấp lánh chút tình, chút thương, chút đau khổ. Là đôi mắt của một kẻ si tình. Chợt thấy tim mình thắt lại. Là chưa từng, anh chưa từng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế. Chị ấy là người yêu cũ của anh hả? À không. À ừ, nhưng mà bọn anh chia tay lâu rồi, em đừng có nghĩ nhiều. Em sao không nghĩ nhiều? Chúng tôi ra về trên con đường vàng lá, lá dưới chân chúng tôi xào xạc. Khung cảnh thu Hà Nội lãng mạn là thế chợt trở nên ảm đạm như những ngày mùa đông. Vì trái tim tôi đóng băng, vì giờ tôi hiểu rõ từ đầu đến cuối anh chưa từng quên. Trở về nhà cuộn tròn trong lòng anh như một con mèo nhỏ, thủ thỉ với anh mà trái tim như vỡ ra thành những vụn nhỏ li ti. Nếu sau này chia tay, anh sẽ quay lại với chị ấy chứ? Mùa đông năm ấy, chúng tôi chia tay, không lời tạm biệt. Khi chúng ta chẳng còn tha thiết với những tin nhắn vu vơ hàng ngày, lùi cả những quan tâm, những hỏi han cũng tự dưng trở nên thừa thãi, là khi mối quan hệ đi vào ngõ cụt rồi. Tôi không nói, anh cũng chẳng hỏi. Tôi không biết là anh có quay lại với người yêu cũ hay không. Tôi chỉ biết vị trí của mình trong lòng anh vốn dĩ từ đầu đã nhạt nhòa. Thế mà bây giờ tôi đang đi tìm anh, vì vết sẹo dài nơi tim cần được khâu vá cẩn thận để không còn đau vào những ngày chớm đông nữa. Tôi không biết mình sẽ nói gì với anh vào giây phút gặp lại. Cũng chẳng biết ngoài tổn thương, trái tim này còn lỡ nhịp vì va phải đôi mắt trong veo ngày nào không. Chúng tôi có bắt đầu mà chẳng có kết thúc. Nợ nhau lời tạm biệt, nợ tôi cả lời xin lỗi. Nợ nhiều như thế, cứ đi mà không ngoảnh lại. Anh liệu có can tâm? Tôi đi tìm anh chẳng phải để đòi lại ngần ấy, tôi chỉ muốn gặp lại anh lần cuối, nở hơi một nụ cười chào hỏi. Đã lâu không gặp, coi như là lời kết cho mối tình đầu dở dang của mình. Chắc có như thế, tim tôi mới an yên hơn một chút để bước tiếp. Vết thương kia mới thật sự khép lại để tôi mở đến những trang tiếp theo. Hà Nội mùa hoa sữa nồng nàn, gió lao xao lay những hàng cây, mơn trớn da thịt lạnh lạnh. Tôi kéo khóa áo, cuốn thêm vòng khăn, thả mặc tâm trí trôi đến những miền ký ức xưa cũ ấy. Nhiên à, chất giọng ấm lắm, quen lắm, chất giọng lâu nay tôi vẫn kiếm tìm.
chợt thấy tim mình lỗi một nhịp, chợt thấy khóe mắt mình ương ướt và gò má lạnh ngắt, có giọt lệ lăn dài. Chợt thấy cái ức ngày xưa ùa cả về, sóng sánh trong tim. Là anh đấy. Tôi quay phắt người, bắt gặp dáng người cao quen thuộc và đôi mắt trong veo tựa nước hồ thu. Đôi mắt dài, cong cong, kéo lên đôi môi hé nở một nụ cười. Tôi đứng như trời trồng, nhưng tim đã vỡ òa bao nhiêu những khắc khoải. Giọt lệ lăn nhanh từ khóe mắt đến bờ môi mặn chát. Anh cứ vậy, đứng đó, nhìn tôi. Rồi anh lên tiếng. Lâu rồi không gặp, em ổn chứ? Xin lỗi em, anh đã nợ em quá nhiều. Ai trong số chúng ta đều từng có những sai lầm, vì cuộc đời luôn có những dấu tích xanh và gạch chéo, từng có những sai lầm, vậy thì nó diễn ra ở thì quá khứ phải không? Chúng ta không đủ hoàn hảo, không đủ vẹn toàn để đều tốt và đều đúng cả. Có thể là những câu nói vu vơ, không kiểm soát, vô tình tổn thương người khác, hay những hành động bồng bột, thiếu chín chắn mà làm người kia đau đến tháng ngày. Sai lầm là một phần của cuộc sống, bởi cuộc sống luôn cho ta một cơ hội gọi là ngày mai. Tôi từng nghe một câu danh ngôn rất hay: kẻ nào chưa từng mắc lỗi lầm cũng là kẻ chưa bao giờ thử làm việc gì cả. Đúng như vậy, sai lầm thường được tạo ra bởi hành động của con người, dù vô tình hay cố ý. Cho dù biết chẳng ai muốn có những lỗi lầm trong quá khứ, nhưng nó vẫn cứ diễn ra. Con người sợ chấp nhận những sai lầm đó, hay đơn giản hơn, không đủ tự tin để vượt lên chính mình. Nếu bạn từng mắc những sai lầm, điều quan trọng bạn hãy chấp nhận nó, biến nó thành động lực và cố gắng sửa chữa khuyết điểm mà mình gây ra. Nói thì dễ đó, nhưng mấy ai có thể làm được hay tiếp tục lún sâu vào vũng bùn quá khứ để sai lầm nối tiếp sai lầm. Một ngày đẹp trời, bạn thốt lên những câu nói làm người yêu thương mình tổn thương, để rồi sau đó, hoặc đôi khi không có sau đó để mà giải thích. Bạn có một hành động khiến bản thân và mọi người xung quanh liên lụy vì bạn đau khổ đến tàn thua. Có những sai lầm mà chúng ta phải trả một cái giá quá đắt. Tôi nghĩ rằng tất cả những người đều trải qua sai lầm đều huyễn tưởng quá khứ và mong rằng có giá như trong cuộc sống này. Tôi từng chứng kiến những người bố, người mẹ vì sai lầm của con mà đánh đổi hạnh phúc, gia sản. Những cặp đôi yêu nhau vì sai lầm từ một hoặc nhiều phía mà tình bất hợp tan. Còn có những người vì sai lầm của bản thân mà dẫn đến thương tích hoặc tính mạng của người khác. Đây chỉ là những so sánh đơn giản trong vô vàn sai lầm trong cuộc sống này. Tôi cũng có những sai lầm. Bản chất ai cũng đều tốt, nhưng vì ngoại cảnh hay do bản thân không làm chủ được mình mà dẫn tới những điều không đáng có. Sai lầm của tôi là đã không khắc phục được những sai lầm trong quá khứ. Vì ham mê vật chất mà tôi bỏ mặc những người yêu thương tôi, để giờ đây khi nhận ra đôi khi là quá muộn. Sai một ly, đi một dặm, quả không bao giờ sai. Để giờ đây khi nghĩ về những ngày tháng tươi đẹp, tôi luôn ám ảnh với những hành động mà tôi gây ra. Nhưng tôi biết rằng chưa bao giờ là quá muộn. Đừng để cuộc đời tôi và bạn trôi qua vô nghĩa, chìm đắm trong cơn đau khổ hay lo lắng về tương lai. Hãy để trái tim mách bảo theo nhiệt huyết và đánh thức ý thức của bản thân. Dù thế nào thì bạn biết đấy, gió vẫn thổi, mây vẫn bay và ta vẫn cứ phải sống. Không chỉ sống cho bản thân mà cho những người luôn bên ta. Sống để sửa chữa những sai lầm, đó mới là người can đảm. Mạnh dạn đối mặt với nó xem như là vết ngã đầu đời cho ta một bài học ngàn đời. Chỉ cần có suy nghĩ tích cực là bạn đã biết cách chiến thắng bản thân mình, rút ra kinh nghiệm cho chính bản thân. Phải luôn tự hỏi mình tại sao lại như thế, vì đâu ra nông nỗi này. Từ đó dạy cho mình một cách chọn khác, một hướng đi khác tốt hơn. Không có gì là vĩnh cửu và sai lầm cũng vậy. Hãy đọc một cuốn sách, uống một tách cà phê và suy nghĩ về mọi thứ để thấy cuộc đời sáng hơn bạn nghĩ. Tạo cho mình thói quen tốt, tự nhủ sẽ không tái phạm những sai lầm như vậy trong tương lai. Chính là cách bạn sống chung với những sai lầm và vượt lên chính nó. Tôi không dám giảng dạy bạn một bài học hay cho bạn một lời khuyên mà vì tôi cũng đã từng sai lầm đến bản thân cũng không thể chấp nhận được. Vì thế nên tôi mong rằng bất cứ ai đã và đang từng phạm sai lầm hãy hối hận, can đảm chấp nhận và vượt lên chính nó. Bạn thân mến, đừng vì sợ tổn thương mà vừa xem thường tình yêu. Cũng đừng vì sai sót nhỏ mà muốn bỏ cuộc. Vì trên đời này chẳng có gì là chính xác tuyệt đối cả.
sai số sẽ luôn xảy ra. Đừng tạm dừng lâu quá nhé. Đã đến lúc nhấn tiếp tục rồi. Đã bao giờ bạn từng ước được quay trở lại quá khứ? Đó hẳn là một ngày dài đằng đẵng, không phải vì đồng hồ được tính quá 24 giờ. Có thể khi ấy bạn đang chơi vơi lắm, cả cơ thể chỉ thấy mệt nhoài. Bạn chưa từng nghĩ là một người trưởng thành lại khó khăn tới vậy. Lần đầu đặt chân trên mảnh đất phồn hoa, nhưng cũng lắm xô bồ mà khi xưa lúc nào cũng thầm mong được tới. Bạn cứ mãi loay hoay chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Ở đó sẽ chẳng bị bố mẹ quản thúc, dù bạn có cày cả vài bộ phim một ngày hay đi đá bóng tới muộn cũng chẳng ai rầy la. Ở đó giảng viên dễ tính hơn thầy cô những cấp dưới. Bài tập có thể giao, có thể không. Bạn cũng có thể làm, có thể bỏ. Nhiều cái tên lạ bắt đầu xuất hiện trong danh bạ, nhưng hầu như phần lớn đều chỉ là những mối quan hệ thoáng qua. Cuộc sống bon chen hơn với những lo toan, cảm giác bản thân cứ ngày một tự mình thu hẹp. Chúng ta cười nhiều hơn, nhưng thực chất là buồn nhiều hơn. Nhiều bạn bè hơn, nhưng là ít người bên cạnh lúc buồn. Bạn bè trước đó cũng chẳng còn thân thiết, bao cuộc gặp mặt bắt đầu thưa dần. Nhiều cuộc trò chuyện giảm bớt, tình cảm hao hụt, người dân như lại hóa người dân. Tình yêu ở nơi đây cũng ngược xuôi hơn bạn nghĩ rất nhiều. Thế giới xung quanh bạn rộng lớn hơn. Chúng ta không phải ngày nào cũng đối diện với nhau trong lớp học hay chạm mặt trên sân trường. Cũng không còn đơn thuần chỉ ở bên nhau vì thích. Mọi thứ đột ngột trở nên phức tạp hơn bạn tưởng. Còn bạn thì quá ư là nhỏ bé đơn thuần. Lúc trước tôi vẫn cho rằng lớn lên để được tự do, nào ngờ lại quên mất tự do đồng nghĩa với cô đơn. Bạn dần quen với việc đi học trong một lớp học gần 100 con người, nhưng rất khó để tìm được một cả cứng nói chuyện. Dần quen với những bài toán cao cấp, ngồi cả buổi chưa chắc đã làm nổi một câu. Bạn sẽ dần quen với con đường dài từ giảng đường về nhà trọ hay ký túc xá mà chỉ một mình độc bước, nghe một bản nhạc hay xem một video hay mà lại chẳng có ai cùng thưởng thức. Sẽ có những khoảnh khắc bạn bỗng cảm thấy cuộc đời mình bị trì trệ như thế, hệt một bộ phim vẫn cứ loát mãi. Sẽ có những ngày như thế, bạn chọn bừa một chuyến bus và leo lên, ngồi đó đeo tai nghe rồi tiện tay chọn một bản nhạc, mặc kệ mọi thứ lang thang vô định như chính tâm trạng của bạn lúc bấy giờ. Bạn nhận ra mình bị lạc rồi, không phải vì chỉ dẫn sai hay do bạn xuống nhầm bến, mà là bạn vốn chẳng biết chính xác nơi mình muốn đến. Bạn tự thừa nhận rằng mình vốn chẳng phi phàm như bạn từng tưởng tượng. Ước mơ vẫn mãi mắc cạn trong bao ý tưởng. Danh sách mục tiêu đề ra còn chưa thực hiện được bao nhiêu. Trái tim thì đã thôi tùy tiện loạn nhịp. Sẽ có những lúc như thế, bạn nghĩ rằng cuộc đời mình có phải đã hỏng bét rồi không? Nhưng có mấy ai trưởng thành mà dám khẳng định mình chưa từng cảm thấy mịt mù cơ chứ? Mọi thứ chỉ đang ở trong chế độ tạm dừng. Việc cần làm là gom đủ can đảm để nhấn tiếp tục. Trong những lúc khó khăn ngột ngạt ấy, điều gì sẽ khiến bạn an tâm đây? Là tin nhắn mới, một cuộc gọi nhỡ, một giọng nói quen thuộc, hay chỉ một cái tên thôi? Bạn bỗng giật mình hiểu ra hạnh phúc đôi lúc thật đơn giản quá đỗi, và nó vẫn luôn luôn bên bạn, chưa từng rời khỏi. Thì ra người bạn thân lâu ngày không gặp không phải vì đã quên mất bạn, mà họ cũng sợ bạn bận nên vẫn luôn đợi điện thoại của bạn. Thì ra sẽ có một ngày bạn lại đem lòng yêu một ai đó, chỉ là trái tim cần thời gian nghỉ ngơi thôi. Thì ra những giấc mộng vẫn rực cháy trong tim bạn, chỉ đợi bạn gom đủ dũng khí để bắt đầu. Chỉ cần bạn không bỏ cuộc, sẽ có một ngày ngoảnh lại chợt phát hiện mình đã đi được rất xa rồi. Mỗi người trong chúng ta dường như đều đang chờ đợi điều gì đó. Có lẽ là đợi một người, có thể là đợi cơ hội hay kỳ tích, có thể là đang đợi thời gian thay đổi chính mình. Mỗi người đều đang chờ đợi cái kết cho câu chuyện của riêng mình, nhưng lại quên rằng người viết tiếp không ai khác chính là bản thân ta. Đừng vì sợ tổn thương mà vừa xem thường tình yêu, cũng đừng vì sai sót nhỏ mà muốn bỏ cuộc. Vì trên đời này chẳng có gì là chính xác tuyệt đối cả, sai số sẽ luôn xảy ra. Đừng tạm dừng lâu quá nhé, đã đến lúc nhấn tiếp tục rồi. Để mạch cảm xúc tối nay, bài biên tập Blog Radio xin gửi tới các bạn bài viết "Sau tất cả, điều tuyệt vời nhất là cuộc sống bình yên" của độc giả Bình An nhé. Tuổi thơ của tôi vốn không thực sự bình yên, đôi ba chuyện gia đình không hạnh phúc làm tôi cũng trăn trở nhiều. Nhưng có lẽ tôi vẫn là người may mắn vì tôi không cô đơn, tôi vẫn được sống trong tình yêu thương của mọi người.
Tuổi thanh xuân của tôi cũng nhiều chuyện vui buồn lẫn lộn, cung bậc cảm xúc cũng được nhiều phen lên xuống thất thường. Những con người đi qua cuộc đời tôi lúc đó, nào là bạn bè, nào là thù địch, nào là niềm thương nỗi nhớ, ai thì cũng cho tôi chút kỷ niệm, bài học đầu đời khó quên. Tôi của ngày xưa nghĩ rằng mình mạnh mẽ, ý chí lắm, nghĩ rằng mình cũng nhiều trải nghiệm rồi, chẳng có gì có thể làm khó được mình đâu. Cuộc đời ư, ta sẵn sàng tuyên chiến với ngươi. Ngày tôi bước vào đời là ngày tôi mang trong mình một bầu trời mộng mơ và sự khát khao đạt được thành công trong cuộc sống. Điều đó là đúng, là sai hay là sự ngờ nghệch của một người trẻ tuổi? Ngẫm lại thấy mình nực cười quá. Còn các bạn liệu có từng suy nghĩ như tôi? Nhưng cuộc sống chẳng đơn giản tí tẹo nào, nó cứ dần dần bào mòn ý chí và đôi lúc làm người ta chán phát ngáy lên. Tính ra tôi mới có khoảng 5 năm vào đời mà tôi thấy mình gần giống như con chim sẻ vật vã bay giữa vùng bão lớn và sắp bị trùi hết lông. Công việc xô bồ khiến con người phải lao theo và rồi cũng lao đao luôn. Những mối quan hệ xã hội đôi khi chẳng thân thiện, dễ dàng và còn đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Ngày xưa bố mẹ dù mắng nhưng vẫn thương mình. Bạn bè mình có thể lựa chọn tốt thì chơi, xấu thì tránh. Nhưng bây giờ mình chẳng thể chọn sếp, chọn đồng nghiệp được. Sếp dù thế nào thì mình vẫn phải nghe. Đồng nghiệp ra sao thì hàng ngày mình vẫn phải làm việc, không tránh được. Chán quá, bức bối quá thì tìm cách viết đơn nghỉ việc, giải thoát cho chính mình. Đơn nghỉ việc đầu tiên của tôi là sau gần 4 năm làm việc tại một ngân hàng. Tôi đã chiến đấu một cách vật vã từng ngày. Cho dù tôi luôn phải tự nhủ với lòng rằng đây là thử thách cuộc đời, mình phải vượt qua, mình không thể chịu thua được. Vâng, trong ngôn khẩu hiệu ngày nào thời sinh viên đã sụp đổ hoàn toàn. Vào ngày tôi nộp đơn nghỉ việc là ngày tôi giương cờ trắng và đầu hàng vô điều kiện với thử thách cuộc đời. Sống trên đời này không phải cứ mang niềm tin quyết tâm ra mà chiến đấu xuôn được. Và sống trên đời này chịu thua và bỏ cuộc cũng chẳng có gì là xấu cả. Nếu chỉ vì theo đuổi một cái gì đó mà khiến ta quá mệt mỏi và dù đã thử mọi cách mà chẳng thể cứu vãn nổi, hãy từ bỏ ngay đi, đừng cố nữa. Có những bài học về sự cố gắng, nhưng cũng có bài học về sự chấp nhận và từ bỏ. Chỉ có sự cố chấp là điều không nên làm nhất. Nhưng theo tôi, quan điểm cá nhân một chút, món quà dữ dội nhất mà quán ba con người này có lẽ là tham vọng. Bạn có tham vọng không? Bạn nghĩ tham vọng có tốt không? Có hay không đều đúng, vì chính xác nó là con dao hai lưỡi. Một là động lực đưa bạn đến vinh quang, nhưng cũng là tội lỗi đưa bạn vào chân tường. Tham vọng của tôi đơn giản lắm, đó là có nhiều tiền. Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng mà không có tiền thì khó mà hạnh phúc nổi. Vào cái khoảnh khắc tôi nợ nần, tôi đầu tư thua lỗ làm mất một số tiền lớn, lại thêm thất nghiệp. Và cái khoảnh khắc gần như tôi cùng đường, khi mà lần đầu tiên trong đời tôi nghĩ đến cái chết, khi mà tôi cảm thấy không thể giữ kín mọi chuyện đang xảy ra nổi nữa rồi, tôi đã buộc phải chia sẻ với chồng mình trong nước mắt. Anh ơi, em làm mất tiền của chúng mình rồi, và hiện tại em đang nợ một khoản tiền nữa. Em xin lỗi, tất cả chỉ vì em tham vọng, em muốn mau chóng kiếm được nhiều tiền. Em muốn chúng ta sớm mua được nhà riêng, con cái được ăn ngoan, mặc đẹp, học hành thật tốt. Em muốn chúng ta bớt vất vả như bây giờ. Em muốn vợ chồng có nhiều thời gian để được đi du lịch, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Nhưng giờ đây em không thể kiếm ra nhiều tiền mà em lại làm mất tiền nữa rồi anh ạ. Có phải em đáng chết lắm không? Hay em chết quách đi, để lại tiền bảo hiểm cho anh và con sống tốt hơn nhé. Chồng tôi là người thận trọng, đặc biệt với tiền nong. Nhưng thay vì nổi cơn thịnh nộ như tôi tưởng tượng, thì anh ấy im lặng. Có lẽ cũng chẳng còn cách nào khác. Rồi anh ấy nói với tôi rằng: thôi quên hết tất cả đi, anh sẽ thu xếp trả nợ cho em. Nhưng em phải nhớ đây là lần cuối cùng, chẳng có cách nào kiếm tiền nhanh chóng cả. Hãy làm việc thật chăm chỉ đi. Vâng, chẳng có cách nào kiếm tiền một cách nhanh chóng cả. Chỉ có làm việc chăm chỉ, lương thiện thì mới có thể thành công mà thôi. Những lời nói đó đã giúp tôi trấn tĩnh lại tinh thần, không muốn chết nữa, mà muốn bắt đầu lại cuộc sống một cách từ từ hơn. Và một lần nữa tôi cũng cảm nhận được cuộc đời tôi vẫn còn may mắn. Chỉ ít tôi cũng không nợ một con số quá lớn, và chỉ ít chồng tôi vẫn còn khả năng giúp tôi thoát khỏi bờ vực thẳm này. Còn nếu ở trong một tình huống bi đát hơn, giống như rất nhiều tình huống ở xã hội ngoài kia, tôi chắc chắn không còn thể mạnh mẽ được nữa đâu. Và cái chết trong sự tuyệt vọng là điều rất khó tránh khỏi.
Mỗi ngày trôi qua là mỗi bài học quý giá. Tôi chẳng thể dừng lại mà vẫn phải từng bước một bước đi. Cuộc sống vẫn cứ xoay vòng khiến ta lâm vào hết gian nan này đến khó khăn khác. Chẳng cần hô to tuyên chiến làm gì cho mất công nhỉ. Cuộc sống cứ tự giác đến gây sự với chúng ta mà. Thử thách của cuộc đời ư? Thôi thôi, cho tôi xin cứu. Tới thì cứ việc tới, còn tôi sẽ tìm cách vượt qua. Để rồi cái đích cuối cùng chỉ cần một nơi thật bình yên mà thôi. Còn đi qua những ngày mưa, tôi mới lại thấy yêu hơn những ngày nắng. Dẫu sao thì phải trải qua những thử thách, những cay đắng của cuộc đời, tôi mới nhận ra ý nghĩa của bình yên. Có lẽ đã lâu rồi tôi chẳng có tâm can bình lặng để đọc một cuốn sách hay, chẳng đi chơi nhiều, chẳng cười vui nhiều như trước, chẳng có thời gian nhàn nhã để uống cà phê sáng chủ nhật cùng bạn bè. À mà khổ nỗi, bạn bè tôi cũng đang xoay vòng, mộng mộng với thế sự đời cả. Biết làm sao để tìm cách kéo bọn nó ra khỏi ai oán đó. Chẹp, đời đúng là bể khổ. Các bạn trẻ ạ, tôi dám chắc chẳng có nhiều bạn đọc đến tận đây đâu. Cũng giống như tôi, ngông nghênh, nóng vội, thiếu kiên nhẫn của những năm tháng 18 tuổi. Thời gian tôi bước ra đời cũng chưa đủ nhiều, trải nghiệm vẫn còn ít. Không những thế, cuộc sống mỗi người là khác nhau, để đưa ra lời khuyên cho nhau là điều khó. Nhưng một lần nữa, tôi cũng mong các bạn đừng quá mãi miết theo đuổi cái gì để cho bản thân trở nên tồi tệ. Tiền rất quan trọng, nhưng nó bạc bẽo lắm. Quan trọng nhất là chúng ta hãy luôn sống thật lạc quan và vui vẻ. Sau tất cả, được sống bình yên là điều tuyệt vời nhất, phải không? Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn hãy nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những tâm sự sáng tác của mình đến với chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi đến địa chỉ email blogradio@vnplus.vn. Các chương trình được cập nhật hàng tuần trên chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.